Đây anh em vô coi lại bình luận nha anh em. Đây các bạn này nè các bạn, Thiên Nghĩa Lê nè, là dự đoán 1 tấn là người thứ nhất nha các bạn. Đây 990 kg là hai lúa miền Tây gì nè các bạn, ST nữa nè. Đây nè, là 990 kg, là bạn này là đoán chơi gần đúng nhất nha các bạn. Đó là người thứ hai. Đây 986 kg, Cẩm Bình Dương là 6 kg nha các bạn, là người thứ ba. Đây hai lúa cái lóc nó đây 1 tấn là người thứ tư. Đây bạn này cũng 1 tấn ở đây, Trung Ngoan gì nè. Đây là người thứ năm. Chín trăm tám mươi lăm ký. Đây Phong Nguyễn là người thứ sáu các bạn, là sáu anh em này là đã dự đoán kết quả gần đúng nhất nha các bạn, là sáu người. Rồi đề nghị sáu anh em này để lại số điện thoại giùm mình nha. Rồi cảm ơn các bạn.